Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 13 tháng 7, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã chủ trì hội nghị giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 6 tháng đầu năm, các ban của Tỉnh ủy đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, tham mưu tổ chức các hoạt động của Tỉnh ủy ngày càng khoa học, hiệu quả, đảm bảo đúng quy định. Hoạt động của các ban tiếp tục có sự đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tiễn, kịp thời tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các chủ trương lãnh đạo chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc, các vấn đề phức tạp mới phát sinh ở các ngành địa phương đơn vị và thường xuyên theo dõi, đôn đốc kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các ban được nâng lên, góp phần tạo chuyển biến tích cực trên các mặt của công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh. Công tác phối hợp giữa các ban trong thực hiện nhiệm vụ được tăng cường, nâng cao hiệu quả, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, xây dựng cơ quan được quan tâm. Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục, đồng thời thống nhất các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tất cả các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2018 mà Nghị quyết 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả công tác mà các ban của Tỉnh ủy đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời nhấn mạnh một số nét nổi bật như công tác quán triệt triển khai các nghị quyết chỉ thị văn bản của Trung ương và của Tỉnh ủy được thực hiện nghiêm túc kịp thời. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường và có nhiều nét mới. Công tác cán bộ đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực phong trào ở các địa phương đơn vị, tạo sự đồng thuận cả trong nội bộ và ngoài xã hội. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được tiến hành đồng bộ, xử lý tốt các vấn đề phức tạp phát sinh. Công tác nội chính và phòng chống tham nhũng được tăng cường. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, nhiệm vụ của tỉnh từ nay đến cuối năm là hết sức nặng nề, đặc biệt là phải phấn đấu để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 19,9% trong 6 tháng cuối năm. Do vậy, các ban của Tỉnh ủy cũng phải tập trung cao, nỗ lực hơn nữa, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao để góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Hôm qua ngày 13 tháng 7, huyện ủy các huyện Quan Hóa, Lang Chánh, Như Thanh và Nông Cống đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tới dự có các đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số ban sở ngành cấp tỉnh và lãnh đạo các huyện Quan Hóa, Lang Chánh, Như Thanh, Nông Cống. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động chỉ định đồng chí Hà Văn Ca thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Hóa nhiệm kỳ 2015-2020, thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quan Hóa nhiệm kỳ 2016-2021, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lang Chánh nhiệm kỳ 2015-2020. Quyết định đồng chí Đinh Xuân Hướng thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Như Thanh nhiệm kỳ 2015-2020. Giới thiệu ứng cử để Hội đồng Nhân dân huyện Như Thanh bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Như Thanh nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định đồng chí Mai Nhữ Thắng thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Nông Cống, nhiệm kỳ 2015-2020. Giới thiệu ứng cử để Hội đồng Nhân dân huyện Nông Cống bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nông Cống, nhiệm kỳ 2016-2021. Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động đồng chí Lê Văn Hùng thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Như Thanh, nhiệm kỳ 2015-2020. Thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Như Thanh nhiệm kỳ 2016-2021, đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa. Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động đồng chí Trần Văn Thuấn thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Nông Cống nhiệm kỳ 2015-2020, thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nông Cống nhiệm kỳ 2016-2021, đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa. Trao quyết định tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí được điều động, luân chuyển. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, trong những năm qua, việc điều động luân chuyển cán bộ là một chủ trương lớn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện thường xuyên, tạo sự chuyển biến mới trong thực hiện nhiệm vụ của các địa phương đơn vị.
Trong dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định điều động luân chuyển cán bộ ở nhiều địa phương, đơn vị nhằm tạo điều kiện cho các đồng chí rèn luyện, phát triển toàn diện về năng lực lãnh đạo, quản lý và chuẩn bị một bước về công tác cán bộ trong nhiệm kỳ tới. Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp trong quá trình công tác của các đồng chí được điều động trên các cương vị công tác trong thời gian qua, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí được điều động luân chuyển sẽ tiếp tục phát huy năng lực sở trường, tinh thần trách nhiệm, phấn đấu rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, sớm tiếp cận công việc mới, cùng tập thể đoàn kết thống nhất, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các địa phương đơn vị. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương đơn vị quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí được điều động luân chuyển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên cương vị công tác mới. Sáng qua ngày 13 tháng 7, Hội đồng Nhân dân huyện Hoàng Hóa đã tiến hành kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân huyện Hoàng Hóa đã xem xét 16 báo cáo, 10 tờ trình và thảo luận thông qua 10 nghị quyết, thảo luận cho ý kiến về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, những tháng cuối năm 2018. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2018, huyện Hoàng Hóa đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, đáng chú ý là giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt trên 1.200 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 230 tỷ đồng, đạt 84% so với kế hoạch tỉnh giao. Hoàn thành hồ sơ cho 15 xã, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018. Những tháng cuối năm, huyện Hoàng Hóa sẽ tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng giảm diện tích, tăng năng suất chất lượng, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các công trình giao thông thủy lợi theo đúng mục tiêu kế hoạch. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện sẽ kiến nghị một số vấn đề cần được huyện quan tâm giải quyết như tình trạng ô nhiễm môi trường, đổi mới các mô hình hợp tác xã, giám sát tình trạng xe quá khổ, quá tải. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng hạ tầng nông thôn mới cần nguồn lực khá lớn. Trong khi theo quy định của Bộ Tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, các xã đạt chuẩn nông thôn mới không được nợ đọng xây dựng cơ bản. Do vậy, các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đang triển khai các giải pháp, phấn đấu về đích theo kế hoạch mà không có nợ đọng. Đến thời điểm này, cả 8 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2018 của huyện Thọ Xuân đã cơ bản hoàn thành các công trình hạ tầng với tổng kinh phí 30 tỷ đồng một xã nhưng không có nợ đọng. Trong quá trình đầu tư thì thực hiện từng bước chứ không thực hiện ồ ạt, mà từng bước hết công trình này thì trước khi xây dựng công trình thì phải có cái dự toán và thiết kế, xong đó thì tìm các nguồn vốn có khả năng có để rồi xây dựng từng công trình một. Công trình nào xong trước thì mới tiếp tục triển khai cái công trình sau. Đối với huyện Hà Trung, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở cân đối nguồn lực, các xã chỉ xây mới những công trình trọng điểm. Công trình nào tận dụng được thì tu bổ, sửa chữa nhằm giảm chi phí đầu tư. Địa phương thì sẽ xây dựng các công trình theo đúng nội dung quy định trong 19 tiêu chí. Để huy động các nguồn lực, thì nguồn lực ở đây thì có cơ chế chính sách của tỉnh, của huyện, của trung ương. Riêng có cái trung tâm thương mại chợ thì địa phương sẽ kêu gọi các doanh nghiệp để đầu tư xây dựng, vì cái này đầu tư xây dựng đã lớn nên chúng tôi cũng đang đề nghị với huyện là sẽ chuyển sang cái mô hình là chợ cái như là hạng 3 để kêu gọi đầu tư để hạn chế được cái kinh phí của xã. Rút kinh nghiệm trước đây, hầu hết các xã xây dựng nông thôn mới năm nay đều có kế hoạch cụ thể sát với điều kiện thực tế, đầu tư công trình nào quyết toán dứt điểm công trình đó. Bên cạnh đó, các xã cũng lồng ghép các chương trình, dự án, huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa ngoài nguồn đóng góp của người dân địa phương. Đối với các xã về đích nông thôn mới năm nay thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn là để không có nợ đọng xây dựng cơ bản thì một là các cái tiêu chí thì chúng phải rà soát, phải tính toán lại các cái nguồn kinh phí cần phải xây dựng và nguồn kinh phí để mà đối ứng từ các cái nguồn khác, trong đó thì nguồn cấp quyền sử dụng đất, rồi các cái nguồn đóng góp của nhân dân. Rồi hoàn thiện các cái tiêu chí mà từ các năm trước để bước vào cái giai đoạn hoàn thiện. Thực tế cho thấy, để hạn chế nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới, các xã phải cân đối khả năng từ kinh phí của địa phương, mức đóng góp của khu vực dân cư và các nguồn lực khác. Trên cơ sở đó, lựa chọn đầu tư các công trình phù hợp. Đồng thời, các xã cũng cần chú trọng thực hiện các giải pháp tăng thu nhập và nâng cao đời sống người dân một cách bền vững để tạo nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. Sau thời gian nắng nóng gay gắt, hiện nay tại Thanh Hóa thường xuyên có mưa. Đây là điều kiện thuận lợi cho loang quang bọ gậy, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết sinh sản, phát triển.
Do vậy, các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là những địa phương từng xảy ra dịch sốt xuất huyết, cần chủ động tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Trong năm 2017, huyện Tĩnh Gia đã có 2 ổ dịch sốt xuất huyết tại xã Hải Bình và Hải Thanh. Tại các xã thị trấn trong huyện đều có bệnh nhân sốt xuất huyết. Phải mất tới 3 tháng, Tĩnh Gia mới hoàn toàn khống chế được dịch sốt xuất huyết. Qua đợt dịch sốt xuất huyết năm 2017, vấn đề nổi lên ở Tĩnh Gia là nhân dân và cả chính quyền địa phương còn khá chủ quan trong phòng chống dịch. Do vậy, thời điểm này, ngành y tế huyện Tĩnh Gia phối hợp với các cấp chính quyền đã chủ động quyết liệt hơn trong công tác phòng chống dịch. Chúng tôi cũng đã cho tiến hành giải quyết tổng vệ sinh môi trường là 2 đợt. Đợt 1 là vào tháng 5 và đợt 2 vào tháng 6. Và đồng thời là xúc tiến là cho phun hóa chất diệt mũi trưởng thành để phòng chống sốt xuất huyết và virus Zika vào định kỳ của là cuối tháng 6 và đầu tháng 7. Chúng tôi đã hoàn toàn chủ động và cũng tin tưởng rằng qua những việc can thiệp trên địa bàn toàn huyện thì về cái tình hình dịch nó sẽ có ở mức độ nguy cơ là nó thấp đi. Năm 2017, Thanh Hóa xuất hiện 10 điểm nóng về dịch sốt xuất huyết tại các huyện Tĩnh Gia, Hoàng Hóa, Hà Trung, Thạch Thành, Hậu Lộc và Quảng Xương. Toàn tỉnh có gần 3.400 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 27 huyện, thị xã, thành phố. Hiện nay, ngành y tế các địa phương đã tăng cường tuyên truyền vận động người dân, chủ động loại bỏ các dụng cụ chứa nước mưa tồn đọng, vệ sinh môi trường tại các khu dân cư. Những địa phương có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh cũng đã có phương án phun hóa chất phòng dịch. Chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch để tập kết các cái vật tư dự phòng để có xảy ra cái dịch để chúng tôi chủ động. Những cái khu vực mà tập trung đông người như các cái trường học, nhà văn hóa, các cái điểm mà di tích mà đông người đến thì chúng tôi có ưu tiên là sẽ mua các cái hóa chất và tổ chức dự kiến sẽ phun phòng trong đợt tháng 8 này. Năm 2017 thì trên địa bàn huyện là có 2 cái ổ dịch. Thì do cái làm tốt cái công tác tuyên truyền với phòng chống dịch cho nên là 2 cái ổ dịch này đã khống chế ngay. Và như năm 2018 chúng tôi đã chỉ đạo các trạm y tế là thứ nhất là trong sẽ lồng ghép trong các cái hội nghị nữa, về kể cả đến thăm hộ các cái hộ gia đình, đặc biệt là những cái khu vực mà có nguy cơ bùng phát dịch, phát các cái tờ rơi cũng như là hướng dẫn người dân, tức là không có bọ gậy, không có quăng thì sẽ không có dịch sốt xuất huyết. Theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, so với cùng kỳ năm 2017, số ca mắc sốt xuất huyết giảm gần 40%. Song hiện là thời điểm đang bắt đầu mùa mưa. Nếu các địa phương không tích cực chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thì nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết vẫn rất cao. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, các thế lực thù địch và phản động tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá, triệt để khai thác những khó khăn của đất nước, tận dụng tối đa sức mạnh lan tỏa thông tin trên Internet để thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình, kích động bạo loạn lật đổ. Trên mặt trận không tiếng súng mà hết sức gian nan ấy, những nhiệm vụ lặng thầm, sự cống hiến của lực lượng an ninh phòng chống phản động và chống khủng bố, Công an tỉnh Thanh Hóa đã một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của chủ trương, chủ động tình hình, quyết liệt tham mưu, đối sách táo bạo trong việc phát hiện và ngăn chặn sớm các âm mưu phản động. Những ngày cuối tháng 4 năm 2018, dư luận cả nước nóng lên bởi sự lan tràn của một hội giáo mang tên Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, lôi kéo hàng trăm người dân tham gia sinh hoạt, truyền đạo trái phép với những luận điểm xa rời thực tế. Tiếp đó, tháng 6 năm 2018, hàng loạt những vụ tụ tập đông người, kích động biểu tình, bạo động phá hoại diễn ra tại các tỉnh miền Trung, gây mất an ninh trật tự và ổn định chính trị. Đó là những tháng ngày các chiến sĩ phòng PA88, phòng chống phản động và chống khủng bố, Công an tỉnh Thanh Hóa làm việc không lúc nào ngơi nghỉ, với mục tiêu không để các đối tượng xấu lợi dụng thời cơ kích động người dân thực hiện âm mưu phản động. Hàng chục chiến sĩ an ninh đã được huy động xuống các địa bàn phức tạp, bố trí tổ an ninh mạng chịu trách nhiệm bám sát tình hình hoạt động của các đối tượng trong nước và nước ngoài trên mạng xã hội, kịp thời phát hiện các hành vi tuyên truyền thông tin xấu độc qua Internet, từ đó điều tra, gặp gỡ, đấu tranh đối với các đối tượng này, ngăn chặn sự phát tán thông tin. Nhờ những giải pháp đồng bộ và quyết liệt, sau tháng đầu năm 2018, Thanh Hóa vẫn giữ vững được tình hình an ninh trật tự xã hội, làm tiền đề cho sự phát triển kinh tế đi lên của tỉnh, gìn giữ cuộc sống bình yên, ấm no cho nhân dân. Chúng tôi cũng đã xây dựng các cái kế hoạch, tập trung coi như là lực lượng, tập trung trinh sát, tập trung các biện pháp nghiệp vụ ở vùng dân tộc, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng tuyến biển, vùng đang có những vấn đề phức tạp để làm tốt công tác nắm tình hình,
Mục tiêu của chúng tôi là làm sao để nắm tình hình sớm, nắm tình hình từ trước, nắm tình hình từ xa, từ đó đưa ra các giải pháp để xử lý các tình hình đấy, không để cho nó xảy ra. Trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự, điểm tựa vững chắc làm nên thành công của các chiến sĩ chính là nhân dân. Để hoàn thành nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã bám địa bàn, bám dân, nhờ dân mà nắm chắc tình hình từng ngày, từng giờ, kịp thời phát hiện những vấn đề mới nảy sinh để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và các ngành chức năng biện pháp giải quyết hiệu quả, tạo nên thế trận an ninh nhân dân tại các địa bàn trọng điểm. Các chiến sĩ thì ngoài cái giờ chuyên môn của các chiến sĩ đi làm nhiệm vụ á, thì khi về á, là ông cháu rồi là bác cháu là rất là vui vẻ, cùng nhau săn tay lên để rồi vào bếp, tinh thần là rất là phấn khởi. Dù không tiếng súng, nhưng cuộc chiến của những người chiến sĩ an ninh chống phản động và chống khủng bố vẫn là cuộc chiến cam go khi các đối tượng thù địch ngày càng có nhiều thủ đoạn, lợi dụng triệt để ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là Internet để tuyên truyền các thông tin xấu, độc. Với họ, được dân mến, dân tin chính là động lực to lớn nhất để họ tiếp tục căng mình trước vô vàn những tình huống phức tạp và nhạy cảm, đập tan âm mưu phá hoại của các đối tượng phản động, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh đã không chỉ thu hút cá nhân mà còn có cả những gia đình tham gia. Câu chuyện của một gia đình ở phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn là một ví dụ. 24 tuổi, nhưng đến nay, Trịnh Vi Ngọc Anh đã có 16 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Không chỉ hiến máu theo từng đợt phát động phong trào mà chỉ cần nhận được thông báo hiến máu khẩn cấp từ bệnh viện, tự nhận thấy bản thân đủ điều kiện tham gia, Ngọc Anh sẽ không từ chối. Thì mạng Facebook cũng như là mạng xã hội nó phát triển rất là nhiều. Thì các cái tin bài cũng như là qua người thân, người quen của bác sĩ thì họ sẽ gọi điện. Thì họ sẽ đăng bài là những người này, người kia cần. Thì thay vì hiến tại các cái điểm hoặc là bọn em tự tổ chức các chương trình hiến máu, các cái điểm mini hiến máu 1-2 giờ đêm, thì nếu mà gọi điện thì bọn em vẫn sẵn sàng đi luôn. Người lan tỏa suy nghĩ tích cực làm việc thiện bằng những giọt máu nghĩa tình cho Ngọc Anh, đó chính là người mẹ, bà Vi Thị Hằng, giáo viên trường tiểu học Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn. Gần 20 năm trước, khi phong trào hiến máu nhân đạo còn chưa phát triển rộng rãi và nguồn máu tại các cơ sở điều trị thiếu hụt, bà Hằng là người đã tiên phong trong nhà trường tham gia các cuộc vận động hiến máu cứu người. Tham gia hiến máu từ năm 1999, lần đầu tiên, lúc bấy giờ thì là cũng chưa rộng rãi. Nhưng bây giờ là trong suy nghĩ rất là đơn giản, thì mình hiến máu là cứu người. Nên chính vì thế là cái suy nghĩ đấy, chính vì suy nghĩ đấy nên là tôi cũng động viên các thành viên trong gia đình của tôi là tham gia nhân đạo, hiến máu nhân đạo. Và sau đấy thì cái thời gian từ năm 99 đến bây giờ thì tôi cũng tham gia rất là nhiều. Đến nay cả 5 thành viên trong gia đình bà Hằng đều là những tình nguyện viên tích cực thường xuyên tham gia hiến máu. Người nhiều nhất 16 lần, người ít nhất cũng từ 5 đến 6 lần. Không chỉ trực tiếp hiến máu, mỗi thành viên trong gia đình còn là hạt nhân tích cực trong tuyên truyền, vận động anh em dòng họ và những người xung quanh tham gia vào hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này. Nó qua cái tuổi mà động viên rồi, nhưng mà mình thấy là sức khỏe của mình cũng như bản thân mình mà có thể vẫn còn làm cái hiến máu được thì tôi sẽ cố gắng. Và đến khi nào mà không thể hiến được nữa, mà không cho phép nữa thì thôi. Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Gia đình bà Hằng cũng như nhiều trái tim nhân ái khác không chỉ đem lại sự sống cho nhiều người mà còn nhân rộng tình cảm, sự sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái vì cộng đồng. Với việc làm ý nghĩa của mình, gia đình bà Vi Thị Hằng nhiều năm liên tục được các cấp, các ngành khen thưởng. Thưa quý vị, thưa các bạn, nằm cách trung tâm thành phố Thanh Hóa hơn 40 km về phía nam là biển Hải Hòa thuộc huyện Tĩnh Gia. Đến với biển Hải Hòa vào sáng sớm mùa hè, ngoài được chiêm ngưỡng cảnh đẹp, du khách còn được hòa mình vào cuộc sống của những người dân chài nơi đây, được tham gia phiên chợ cá lúc bình minh. Từ 5 giờ sáng, những người dân biển đã có mặt, họp thành một khu chợ cá ngay cạnh bãi biển. Một ngày mới bắt đầu với dân làng biển từ những chợ cá tấp nập như thế. Đấy, những sản phẩm cá nhỏ rồi có thể nào thời tiết nó vào, có cá to ta cứ lấy cá to. Một ngày thế như này có thì được, thì mỗi người lao động thì được 100 đến 200 nghìn, có khi có ngày không. Cái ngày được thì ít, ngày không nhiều. Hàng hải sản bán ở đây chủ yếu là mực, tôm, cá, ghẹ. Đấy. Thì nghề vào có cái gì là đem lên đây bán hết cái đấy.
cái hàng hải sản là họ đánh trực tiếp ở dưới biển, là đem vào đây, là đây là một cái chợ thì họ đem vào đây họ bán cho khách du lịch luôn. Trước đây khi thuyền đánh cá của các ngư dân cập bến thì chợ cá này chủ yếu cung cấp hải sản cho người dân địa phương và được thu mua về các chợ trung tâm của huyện Tĩnh Gia. Nhưng những năm gần đây, theo đà phát triển du lịch, chợ cá trở nên sầm uất hơn khi có cả những đoàn du khách tham quan mua sắm vào mỗi sớm mai. Con người và biển ở đây thân thiện, nói chung là biển hoang sơ nhưng nó sạch, nước trong sạch. Nhà nghỉ thì nó vẫn còn hoang sơ, nó chưa được kiểu như hiện đại lắm. Đi chợ thì là dân chợ thân thiện, và kiểu như đồ ăn thì cũng nói chung cũng dễ mua. Hôm nay là mình về thì mình ra chợ cá mình mua những cái sản phẩm mà mình thích ấy. Để nhưng mình nhờ ở đây người ta hấp tại chỗ thì mình thấy rất là thuận tiện và phong cách người ta làm rất là tốt. Mình rất là hài lòng về cái biển này và sang năm mình cũng muốn là lại đi tiếp. Mặt trời lên cao cũng là lúc chợ tan, trả lại bãi biển cho nắng, gió và những con sóng vỗ dạt dào cùng du khách thập phương. Với những người dân làng biển, họ đang thay đổi từng ngày nhờ vào việc tận dụng những lợi thế để phát triển và thu hút khách du lịch. Thưa quý vị và các bạn, trở về từ chiến trường chống đế quốc Mỹ xâm lược, cựu chiến binh Nguyễn Xuân Quý ở phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn đã chọn nghề chụp ảnh làm con đường lập nghiệp. Tròn 40 năm qua, nghệ thuật nhiếp ảnh không chỉ mang lại cho gia đình ông một cơ nghiệp vững bền mà còn giúp ông có cơ hội trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp quê hương đất nước, con người và giành được những giải thưởng lớn trong nước và quốc tế. Cuối năm 2017, tin vui liên tiếp đến với nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Xuân Quý khi ông vinh dự được nhận 2 huy chương vàng tại các cuộc thi ảnh quốc tế cho các tác phẩm Du Em và Nhịp điệu vùng cao. Cùng với giải thưởng đã đạt được trước đó tại kỳ liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực toàn quốc, đây là những quả ngọt xứng đáng dành cho ông sau tròn 40 năm đam mê, tâm huyết cho từng khuôn hình, góc máy. Tự nhiên đi trời mưa là nó cả một ngày không chụp được, đến lúc đấy là nó chiều đấy là nó bừng sáng lên, nó có cái he, cái ánh nắng lên. Thì bắt đầu là nó mới tạo ra được cái góc, cái tạo ra được cái hình khối của cái ảnh. Thì bắt đầu là lúc đấy là tôi chụp một lúc, chụp mấy trăm file để lấy ra được cái ảnh. Không chỉ yêu nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Xuân Quý còn rất nhiệt tình, tích cực trong việc nhân lên niềm đam mê với nghệ thuật nhiếp ảnh trong bạn bè, đồng nghiệp. Năm 1999, ông đã đứng ra tập hợp những người làm nghề chụp ảnh, những người yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, thành lập câu lạc bộ nhiếp ảnh. Đến nay, câu lạc bộ đã có 30 hội viên, duy trì sinh hoạt thường xuyên với các hoạt động, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thực tế sáng tác. Chúng tôi vào đấy để có cái học tập, kinh nghiệm trong cái việc, còn chủ yếu là để trong cái lúc mà đi với nhau ấy, thì anh em là học nhau về cái kinh nghiệm, ảnh này nó phải như thế này, phải ông phải lấy góc kia, góc này, góc kia, vân vân. Những cái đấy là anh em phải trao đổi với nhau, cái mục đích của cái câu lạc bộ là thế. Ngoài cái cảm hứng để mà sáng tác ra thì còn cảm thấy nó có một cái gì đấy nó gắn liền với cái tình cảm con người, đất nước, rồi là quê hương, nhất là Thanh Hóa mình. Càng đi mình mới càng cảm thấy cái quê hương mình, cái đất nước mình, và nhất là con người Việt nó rất là đẹp. Niềm đam mê kiếm tìm, ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng nhất về vẻ đẹp của con người, của quê hương, đất nước đã thôi thúc bước chân các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trong câu lạc bộ đến với mọi miền quê, không ngừng tìm tòi, khám phá. Đặc biệt, trong gia tài tác phẩm của nghệ sĩ Nguyễn Xuân Quý và các thành viên câu lạc bộ, hình ảnh về đất và người quê Thanh hiện lên rõ nét với vẻ đẹp phong phú, đa dạng, in đậm dấu ấn văn hóa vùng miền. Ngoài 60 tuổi, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Xuân Quý vẫn ấp ủ rất nhiều dự định trong sáng tác. Đối với ông, quê hương xứ Thanh giàu truyền thống văn hóa, cách mạng với thiên nhiên tươi đẹp, hữu tình, con người anh dũng, kiên trung, cần cù, sáng tạo sẽ luôn là nguồn đề tài bất tận để ông thỏa sức sáng tác, không ngừng truyền lửa đam mê cho bạn bè, đồng nghiệp. Đó cũng chính là cách để cựu chiến binh Nguyễn Xuân Quý thể hiện tình yêu, lòng tự hào về quê hương đất nước và góp phần đưa hình ảnh tỉnh Thanh đổi mới, hội nhập hôm nay đến gần hơn với bạn bè trong và ngoài nước. Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức tập huấn giảng viên kiêm chức công đoàn năm 2018. Tham gia lớp tập huấn có gần 100 giảng viên kiêm chức cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh. Các đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp. Trong thời gian 2 ngày,
học viên được các giảng viên trường đại học công đoàn truyền đạt các nội dung, dạy học theo phương pháp tích cực, kỹ năng sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại, xây dựng kế hoạch một khóa đào tạo, kỹ năng giao tiếp sư phạm, cách thức tổ chức lớp học. Lớp tập huấn được tổ chức nhằm xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức và cán bộ làm công tác đào tạo ở các cấp công đoàn có đủ trình độ, năng lực để thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.